Tài xế kể về phút sinh tử khi xe lao xuống vực sâu ở Sapa. Bắt giữ đối tượng vụ hành hung người sau va chạm giao thông ở Tây Hồ. Đánh sập đường dây ghi lô đề giao dịch gần 1 tỷ đồng một ngày. Nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercedes tông nhận được hơn 1 tỷ đồng tiền thi hành án kéo giãn thời hạn đăng kiểm với ô tô cá nhân liệu có khả thi. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo lao động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Liên quan đến vụ tai nạn ở Sapa vừa qua, khi một chiếc xe lao xuống vực sâu khiến 4 người bị thương gây xôn xao dư luận. Nhớ lại giây phút sinh tử đó, tài xế xe không khỏi ám ảnh. Tài xế cho biết do tránh va chạm với xe máy phía trước nên đã quyết định đánh lái phía hộ lan để giảm tốc nhưng thất bại. Như đã thông tin khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 khi đang lưu thông trên quốc lộ 4G, đoạn thuộc địa phận thôn Chu Lình 2, xã Trung Chải, thị xã Sapa, xe tải biển kiểm soát 14H035XX bất ngờ lao xuống ta lưu âm. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải biến dạng và bốn người trên xe bị thương một ngày sau vụ ô tô mất phanh lao xuống vực ở thị xã Sapa, anh Nguyễn Văn Ca, 42 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh, tài xế lái xe vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc anh cho biết, lúc chiếc xe của anh bị mất phanh để tránh việc hút vào phương tiện đi ngược chiều, anh phải lựa chọn phương án đánh lái về phía Hồ Lan để giảm tốc độ, nhưng không may xe lật xuống vực. Anh Ca chia sẻ, tôi đã đi qua đường này nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cầm lái, Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do trước đó xe chúng tôi bị mất phanh. Đến đoạn đường trên thì có hai người đi xe máy cùng chiều phía trước. Tôi báo cho mọi người biết xe mất phanh, bảo mọi người bình tĩnh để xử lý tình huống, ngồi vẫn bám chắc và bảo vệ những vùng quan trọng trên cơ thể. Sau đó để tránh không hút vào xe máy, tôi quyết định đánh lái qua phải về phía hồ lan và hàng cây để giảm tốc độ. Cú đánh lái định mệnh ấy đã khiến chiếc ô tô không va chạm với xe máy. Tuy nhiên, theo anh ca, việc hút vào hộ lan với ý định giảm tốc độ phương tiện thất bại. Chiếc xe lao xuống vực sâu. Anh ca cho biết thêm, vụ tai nạn khiến mọi người trên xe bị thương và thiệt hại tài sản rất lớn. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì mọi người bị thương không quá nghiêm trọng, tính mạng sức khỏe là quan trọng nhất. Sáng 31 tháng 3, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết, các nạn nhân đã ổn định và đang làm thủ tục xuất viện. Khi di chuyển trên các cung đường xa hay đồi núi, mỗi tài xế phải đặc biệt chú ý, kiểm tra cẩn thận xe trước khi xuất phát, quan sát cung đường cẩn thận để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Các vụ việc liên quan đến việc người dân chống người thi hành công vụ khi được yêu cầu kiểm tra giao thông xảy ra thường xuyên trong thời gian vừa qua. Mới đây, một tài xế lái xe đầu kéo đã đi vào đường cấm, bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế này không tuân thủ tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện lạng lách, đâm vào xe chuyên dụng trên đường của cảnh sát giao thông để bỏ chạy. Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tại km 327, đoạn rẽ vào cao tốc Bắc Nam thuộc địa phận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã phát hiện xe đầu kéo do Cao Văn Tuấn điều khiển, đi vào cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45. Được biết, đây thuộc đoạn đường cấm phương tiện trên 10 tấn chiếc xe được điều khiển bởi tài xế Cao Văn Tuấn, 39 tuổi, phát hiện chiếc xe ngay sau đó tín hiệu dừng xe đã được tổ công tác ra hiệu lệnh. Tuy nhiên Tuấn không chấp hành, buộc tổ công tác phải sử dụng xe chuyên dụng để truy đuổi. Chạy được khoảng 5 km đến vị trí có làn dừng xe khẩn cấp, Tuấn mới cho xe dừng lại. Khi Tuấn xuống xe, tổ công tác thông báo lỗi và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra. Vậy nhưng một lần nữa tài xế tiếp tục không chấp hành và lái xe lạng lách, đánh võng đâm vào xe cảnh sát giao thông khiến phần đuôi xe bị hư hỏng. Đến km 312 900 thuộc địa phận xã Định Công, huyện Yên Định thì Tuấn mới cho xe dừng lại. Tới ngày 29 tháng 3, thông tin từ công an huyện Yên Định cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Cao Văn Tuấn về hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ về hành vi vi phạm của tài xế. Liên quan đến vụ việc nữ tiếp viên hàng không bị người lái xe Mercedes tông chấn thương nặng với tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 79% vào năm 2020 đã từng khiến dư luận xôn xao và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều tại thời điểm đó. Trước đó mặc dù đã trải qua 7 lần phẫu thuật nhưng nữ tiếp viên này không nhận được khoản bồi thường nào. Sau 4 năm tai nạn xảy ra, đến nay chị Nguyễn Thị Bích Hương đã nhận được hơn 1 tỷ đồng tiền thi hành án. Vụ án người lái xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hương của hãng hàng không Việt Nam Airlines thương tật 79% và khiến tài xế GrabBike tử vong vào tháng 1 năm 2020 từng thu hút dư luận quan tâm. Cú va chạm mạnh khiến chị Hương bị hất tung lên trời và được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Quyết đòi lại công bằng tới cùng, đến nay vụ tai nạn đã xảy ra được 4 năm. Vụ tai nạn đã vĩnh viễn lấy đi ước mơ sống với nghề tiếp viên hàng không của người mẹ đơn thân. Nuôi con khôn lớn cùng mẹ già phải phụng dưỡng khiến chị Hương trở nên áp lực hơn sau khi bị tai nạn. Tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận xét xử sơ thẩm tuyên phạt phong 7 năm tù, buộc bồi thường 1,5 tỷ đồng cho chị Hương và 417 triệu đồng cho gia đình ông Thường. Tòa tuyên hủy hợp đồng mua bán căn hộ giữa Phong và mẹ ruột, duy trì lệnh kê biên căn hộ chung cư. Sau khi bản án có hiệu lực, Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp đã tiến hành các thủ tục để thi hành án. Tháng 8 năm 2023, Chi cục đã cưỡng chế thi hành án bổ sung bằng biện pháp kê biên căn hộ A1409 chung cư Dream Home của Phong để đảm bảo cho việc thi hành án. Sau khi cưỡng chế thi hành án bổ sung bằng biện pháp kê biên căn hộ, từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, Chi cục thi hành án dân sự quận Cò Vấp đã nhiều lần ra bán đấu giá căn hộ A1409 chung cư Dream Home, giá từ 2 tỷ đồng giảm còn 1,6 tỷ đồng để đảm bảo quyền lợi của người được thi hành án. Cho tới nay, ngày 30 tháng 3, sau nhiều lần ra bán đấu giá, căn hộ A149 chung cư Dream Home của Nguyễn Trần Hoàng Phong, người lái Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không đã có người trúng đấu giá. Theo đó, ông NVS ngụ Hải Phòng là người mua được căn hộ A149 chung cư Dream Home với giá 1,609 tỷ đồng. Chi cục thi hành án dân sự đã thực hiện các thủ tục theo đúng quy định để giao căn hộ cho ông NVS. Với số tiền 1,609 tỷ đồng từ bán đấu giá căn hộ, chi cục trích lại một khoản tiền để trừ chi phí cưỡng chế, trích lại tiền thuê nhà cho người phải thi hành án theo quy định, thực hiện nghĩa vụ thanh toán còn lại của Nguyễn Trần Hoàng Phong đối với căn hộ. Sau đó, chi cục thi hành án dân sự đã chi tiền theo tỷ lệ để thi hành án đợt 1 cho hai người được thi hành án là chị Nguyễn Thị Bích Thường và những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Lê Mạnh Thường, tài xế Grab. Theo đó, thi hành án đợt 1, chị Nguyễn Thị Bích Thường đã nhận được 1,059 tỷ đồng. phí những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Lê Mạnh Thường nhận hơn 200 triệu đồng. Đợt thi hành án tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận được thông báo có người trúng đấu giá căn hộ, chị đã lên chi cục thi hành án dân sự làm các thủ tục để nhận tiền thi hành án. Đến hôm ngày 30 tháng 3 năm 2024, chị đã nhận được tiền. Chị Hường chia sẻ vụ án kéo dài đã hơn 4 năm, từ giai đoạn xét xử, hủy án xét xử lại, chờ đợi thi hành án là một khoảng thời gian dài, đến giờ khi đã nhận được tiền thi hành án, tôi mới đỡ mất thời gian công sức. Việc kiện tụng coi như đã kết thúc và giờ tôi chỉ tập trung lo cho gia đình và công việc. Mặc dù vụ việc đã kéo dài thời gian như vậy, nhưng công lý công bằng là điều cuối cùng mà chị Hương muốn nhận được sau vụ tai nạn đã cướp đi cả tương lai của chị lúc đó. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Vừa qua lực lượng chức năng đã phát hiện và đánh sập đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề giao dịch gần 1 tỷ đồng mỗi ngày, liên tỉnh quy mô lớn. 10 đối tượng bị bắt giữ. Quá trình hoạt động các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan công an. Theo đó, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề liên tỉnh sử dụng công nghệ cao quy mô lớn. Cơ quan công an xác định đường dây trên do Hoàng Thế Vinh sinh năm 1976, trú phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cầm đầu. Để điều hành đường dây đánh bạc này, Hoàng Thế Vinh đã chiêu mộ các chân rết, mỗi nơi chân rết của Vinh đóng vai trò đại lý tổng các đối tượng hoạt động rất tinh vi nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Ở Nghệ An có 4 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc của Vinh, trong đó Nguyễn Cảnh Minh sinh năm 1988, trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành là đại lý tổng. Sau thời gian theo dõi ngày 26 tháng 3, ban chuyên án đã chia thành 10 tổ công tác bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên trú tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Bình Dương và thành phố Hà Nội. Công an thu giữ tăng vật là 21 điện thoại di động, 2 ô tô và nhiều tài liệu liên quan. Ban đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô đề trong ngày là gần 1 tỷ đồng. Hoạt động bằng các chiêu trò tinh vi, các đối tượng càng trở nên manh động nhằm qua mắt cơ quan công an. Để không gây ảnh hưởng đến xã hội, lực lượng chức năng cần triển khai mạnh mẽ, triệt phá các ổ nhóm đánh bạc lừa đảo hiện nay. Kéo giãn thời hạn đăng kiểm với ô tô cá nhân liệu có khả thi. Trước đề xuất về việc điều chỉnh thời hạn đăng kiểm đối với xe ô tô cá nhân theo hướng nới lỏng thêm thời gian, nhiều người dân bày tỏ quan điểm ủng hộ bởi điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chủ phương tiện trong công tác đăng kiểm. Giãn chu kỳ đăng kiểm thì mình thấy nó rất là hợp lý và rất là thuận tiện cho người dân. Để người dân đỡ phải đi xếp hàng các thứ nó đỡ mất thời gian với lại công sức của mọi người. Cái đấy là, theo tôi là rất là nên bởi vì là nó đỡ được thời gian và công sức của người đi làm và hơn nữa là cái quy trình kiểm tra xe thì nó tốt thì cái thời gian già giãn dài nó không, có vấn đề gì. Trước vấn đề trên, theo ông Trần Quốc Hoan, phó giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm 2903V cho rằng cần phải cẩn trọng và có những nghiên cứu kỹ lưỡng trong việc nới thời gian đăng kiểm bởi điều này liên quan đến những điều kiện về kỹ thuật và an toàn của phương tiện. Không phải là nói là giãn chu giãn chu kỳ hay tăng chu kỳ kiểm định là có thể làm được tại vì là đây còn liên quan đến kỹ thuật của xe cái thứ hai nữa là phải nghiên cứu rất kỹ về cái điều kiện xe hoạt động ở Việt Nam. Về kỹ thuật xe có đảm bảo được an toàn khi mà chúng ta giãn cái chu kỳ kiểm định không? Đây là cái vấn đề phải có cái sự nghiêm túc nghiên cứu. Thông tin về vấn đề trên, Bộ Giao thông Vận tải sẽ giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu các yếu tố có liên quan như tuổi của xe, tần suất sử dụng, môi trường hoạt động phù hợp với các điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, tham khảo các quy định quốc tế. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét điều chỉnh chu kỳ kiểm định vào thời điểm phù hợp, bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật cho phương tiện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và sẽ tạo thuận lợi cho chủ phương tiện. Ưu tiên cho thuê nhà ở xã hội, dân thu nhập thấp, mong giá hợp túi tiền. Bà Đỗ Thị Sáp ở Ba Đình, Hà Nội làm nhiều nghề lao động chân tay để trang trải cuộc sống. Dù làm đủ nghề, nhưng nguồn thu nhập ít ỏi không đủ chi tiêu. Sống tạm trong căn nhà xuống cấp, đối với bà Đỗ Thị Sáp, tôi mua được căn nhà ở xã hội là điều xa vời mà bà không dám nghĩ tới. Tôi mua nhà thì bây giờ nói thật với, chị, với anh chị là tôi cũng không có tiền, tiền đâu ra? Chạy ăn từng bữa một ăn bữa sáng nó bữa tối ăn bữa chiều lo bữa sáng mai. Tôi không suy nghĩ mà để mà tôi vay vay lãi của nhà nước để mà tôi mua nhà để mà tôi ở. cái đấy nãy mẹ để nãy con thì nghe cũng không có tiền được. mới đây tại một diễn đàn bất động sản, nhiều chuyên gia đề xuất phát triển nhà ở xã hội cho thuê thay vì chỉ tập trung dự án để bán. Các chuyên gia đề nghị tăng tỷ lệ phát triển nhà ở xã hội cho thuê lên 30 đến 40% bởi sự chênh lệch thu nhập đang khá lớn. Trước thông tin này, bà Đỗ Thị Sáp cũng như nhiều người lao động thu nhập thấp không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, họ cũng mong mỏi giá thuê nhà ở xã hội sẽ hợp lý để họ có thể tiếp cận. Thế thì phải quá khấn khởi và quá vui mừng luôn. Cái cái giá đấy mà nó rẻ, nó hạ được bao nhiêu đồng tiền đấy thì chúng tôi sẵn sàng chúng tôi sẽ cũng thuê. Chị cũng muốn ở nhà xã hội như thế thôi muốn ở thuê mình đi làm không có lương mấy ít lương thì mình cũng thuê nhà ít tiền thôi nhà tầm triệu rưỡi triệu rưỡi hai triệu ai cũng lao động nghèo cũng muốn là đi thuê nhà thì được nhà tốt mà giá rẻ tôi cũng mong là đi làm thủ tục thì nó dễ dàng hơn luật nhà ở năm 2023 và luật đất đây năm 2024 đã tạo nên một hành lang pháp lý mới tháo gỡ những vướng mắc khó khăn mang tính căn bản đối với việc phát triển nhà ở xã hội. Mặc dù vậy, các chính sách chủ yếu hoạch định hành lang pháp lý cho nhà ở xã hội để bán mà ít đề cập đến loại hình nhà ở xã hội cho thuê. Vì vậy hơn ai hết, người dân mong mỏi có thể gia tăng tỷ lệ cho thuê nhà ở xã hội để giảm gánh nặng tài chính cho họ có nơi ăn cư lạc nghiệp. Phòng các bệnh về hô hấp do nắng nóng kéo dài ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ giữa tháng 3 đến tháng 4 là cao điểm nắng nóng, Thành phố Hồ Chí Minh có ngày nắng trên 38 độ C, một vài tỉnh Nam Bộ trên 39 độ C, cao nhất trong năm kể từ sau Tết. Khoa hô hấp bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Thủ Đức luôn trong tình trạng đông bệnh nhân. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Quách Minh Phong, trưởng khoa hô hấp bệnh viện Lê Văn Thịnh, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay nắng nóng sớm cùng thói quen sinh hoạt của người dân là một nguyên nhân đáng báo động về tình trạng bệnh. Đặc biệt trong năm nay, số ca bệnh về hô hấp tại bệnh viện Lê Văn Thịnh tăng từ 15 đến 20% so với cùng kỳ các năm trước. Thì khi mà cái cái thời tiết bên ngoài nó khắc nghiệt á thì thường hay gặp nhất đó là những cái bệnh viêm phổi rồi bệnh cảm cúm rồi những cái bệnh đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính họ tăng lên rất là nhiều. Theo tổ chức y tế thế giới WHO, trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Việt Nam có đến 6 bệnh về đường hô hấp, nguyên nhân chính là từ ô nhiễm không khí và bị tác động trực tiếp bởi chất lượng không khí. Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng tăng khi nắng nóng kéo dài. Vì thế bác sĩ Phong đưa ra lời khuyên giúp mọi người có thể bảo vệ hệ hô hấp khỏe mạnh trong mùa hè nóng nóng thì thường thường khi chúng ta đi làm việc ở ngoài trời hoặc là chúng ta làm việc gì đó thì nó bị vã mồ hôi ra rồi cái chúng ta quên đi những cái chuyện mà gọi là phòng ngừa bệnh thì chúng ta có thể là chúng ta tắm quá nhanh thời gian mà để cho từ khi mà chúng ta cái lượng mà cái cái cái, cái nhiệt độ cơ thể người ta giảm xuống để cho phù hợp cho tắm thì chúng ta làm nhanh quá cái thứ hai là nóng quá thì buộc lòng chúng ta phải mở cái máy lạnh cái nhiệt độ nó cũng hơi thấp quá so với cái cái, cái mức độ trên là chỉ nhiệt độ phòng nhiệt độ ngoài trời nó nó trên là quá nhiều thì chúng tôi khuyên là cái nhiệt độ phòng chúng ta không nên quá dưới 25 độ nếu như công việc chúng ta mà làm việc được trong bóng mát trong gia trong nhà thì chúng ta nên làm hạn chế tối đa mức độ chúng ta đi ra ngoài đường ngoài mang nắng ở trong cái 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 giai đoạn mà nhiệt độ tăng cao như thế này rồi nếu như giả sử như chúng ta buộc lòng ta phải đi thì sao thì chúng ta phải có những cái áo khoác cho nó dày á để cho nó che bớt đi được những cái ánh nắng và những cái cái độ thoát 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 nhiệt của chúng ta rồi chúng ta cũng phải khẩu trang cũng phải găng tay nói chung là chúng ta phải bảo vệ nước mát nó vẫn là cái giá trị quan trọng nhất để trong cho chúng ta giải nhiệt à, ăn những cái loại trái cây nó nhiều hơn trái cây thì trong đó những loại trái cây mà có nhiều vitamin C á, để cho nó tăng cường đi cái sức đề kháng của mình dự báo thời tiết tuần tới từ ngày 1 tháng 4 đến 7 tháng 4 Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Thưa quý vị, tuần tới thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu xuất hiện nắng nóng. Theo báo đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày đầu tuần, thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội trời ít mây, có nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ trong những ngày này có thời điểm lên đến trên 36 độ C, đặc biệt là trong ngày thứ 3, ngày mùng 2 tháng 4. Các ngày cuối tuần trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cũng bởi vậy mà nhiệt độ có xu hướng giảm dần, mỗi ngày giảm từ 2 đến 3 độ C, mức nhiệt thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Theo dự báo, đợt nắng nóng lần này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 tháng 4. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Thưa quý vị, tuần tới khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng của nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ duy trì ở mức cao trong ngày thứ hai và ngày thứ tư, từ ngày mùng 1 và ngày mùng 3 tháng 4, nhiệt độ cao nhất lên đến trên 35 độ C. Mức nhiệt trong tuần dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C, trời nắng nóng, dưới là các thông tin chi tiết. bản tin mời quý vị cùng đến với những thông tin về thời tiết biển. Về thời tiết biển theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tuần tới khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa được dự báo có sóng cao từ 1 đến 2 m. Còn vùng biển phía Tây của khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa được dự báo có sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m do hướng đông bắc biển động nhẹ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, bởi vậy quý vị nên bôi kem chống nắng và che chắn thật kỹ trước khi ra khỏi nhà để bảo vệ cơ thể. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại đến đây thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi đừng quên nhấn đăng ký kênh youtube báo lao động để cập nhật những tin tức mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại